Tiểu thuyết Kovadis, tác giả Henry Sienkiewicz, người dịch Nguyễn Hữu Dũng, người đọc Trân Châu. Chương 25. Cả Vinicius cũng không hiểu nổi chuyện vừa xảy ra, và tận đáy lòng chàng cũng không ít ngạc nhiên hơn lão Kilon, bởi vì đối với chính chàng, những người này cũng đối xử như họ vừa đối xử với lão. Thay vì trả thù chàng đã tấn công họ, họ lại ân cần băng bó các vết thương của chàng. Chàng cho rằng sở dĩ như vậy một phần do cái giáo thuyết mà họ tuân theo, phần nhiều hơn vì Lygia, còn chút ít là vì địa vị quan trọng của chàng. Song cách xử sự của họ đối với lão Kilon đã vượt quá mọi quan điểm của chàng về khả năng tha thứ của con người. Và trong lòng chàng bất giác nảy ra câu hỏi, tại sao không giết lão Hy Lạp? Họ có thể giết lão mà không hề bị trừng phạt. Bác Isis có thể đào hố chôn xác lão trong giường, hoặc đêm đến mang ra sông Tiber, dòng sông mà trong cái thời chính hoàng đế cũng gây ra những cuộc quấy phá ấy, cứ sáng sáng lại vứt lên bờ nhảy xác người, đến nỗi chẳng ai buồn suy nghĩ xem chúng từ đâu lại. Thêm vào đó, theo Vinicius, những người Thiên Chúa giáo không dĩ có thể mà cần phải giết lão Kilon. Thực ra, lòng thương hại không phải hoàn toàn là khái niệm xa lạ đối với cái thế giới của chàng quý tộc trẻ tuổi. Những người Athens cũng từng dựng bàn thờ cho tình thương, và suốt một thời gian dài, người ta đấu tranh chống lại việc đưa các trận giác đấu vào thành Athens. Thường thường, ngay cả ở Roma, những người chiến thắng vẫn được tha thứ, ví dụ như Callicratus, vua của người Britannia, bị bắt làm nô lệ từ thời Claudius, được hoàng đế cung phụng dồi dào, được sinh sống tự do trong thành phố, song trả thù những chuyện xúc phạm cá nhân đối với Vinicius cũng như đối với toàn thể mọi người lại là chuyện hoàn toàn đứng đắn và công bằng. Không làm điều ấy là trái ngược với bản chất của chàng. Chàng được nghe nói tới tại Oceanum rằng cần phải thương yêu ngay cả chính kẻ thù, song chàng chỉ coi đó là thứ lý thuyết, không hề có ý nghĩa gì trong thực tế. Ngay cả lúc này đây, chàng vẫn còn thoáng nghĩ rằng có thể người ta không giết lão Kilon chỉ vì đang mùa lễ lạc gì đó, hoặc trúng vào tuần trăng, lúc những người Thiên Chúa không được phép sát sinh. Chàng nghe kể rằng có những mùa mà nhiều dân tộc khác nhau không được phép tiến hành chiến tranh. Nhưng vậy thì tại sao người ta không đem lão Kilon nộp vào tay công lý? Tại sao Đức Sứ Đồ lại bảo rằng nếu có kẻ 7 lần phạm tội thì cần tha thứ cho hắn cả 7 lần? Và tại sao ông Glaucus lại nói với lão Kilon, cầu Chúa hãy xá tội cho ngươi như ta đã tha thứ cho ngươi, mà lão Kilon là người đã gây cho ông ta điều xúc phạm kinh khủng nhất mà con người có thể xúc phạm đến con người? Trong lòng Vinicius, trái tim sôi sục lên như nước sôi khi nghĩ rằng cần phải đối xử như thế nào đối với kẻ. Nói thí dụ, giết chết Lygia, không có cực hình nào mà chàng không dùng để trả thù cho nàng. Ấy thế mà con người kia đã tha thứ, cả bác Isis cũng tha thứ cho lão. Chính bác, người có thể giết chết bất kỳ kẻ nào bác muốn trong cả thành Roma mà hoàn toàn không bị trừng phạt. Vì sau đó, bác chỉ cần giết thêm vua Lục Lâm của khu rừng Nemoren và thế chân hắn ta là xong. Liệu ta đấu sĩ đang giữ cái tước vị này, tước vị mà hắn đoạt được chỉ bằng cách giết một vị vua trước hắn, có địch nổi con người mà ngay cả Croton cũng không địch nổi hay chăng? Chỉ có một cách trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy. Họ không giết là vì tấm lòng nhân hậu bao la chưa từng có trên thế giới, một tấm lòng yêu thương vô bờ bến đối với con người. Tình cảm ấy bắt ta phải quên mình, quên những điều mình bị xúc phạm, quên niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh của mình để sống cho người khác. Họ làm thế để được điều gì? Vinicius đã được nghe nói tới tại Oceanum, nhưng cái đó không sao lọt nổi vào đầu óc chàng. Ngược lại, chàng cảm thấy rằng cuộc đời trần thế này, cuộc đời gắn liền với nghĩa vụ phải từ chối hết thảy mọi điều tốt đẹp và lạc thú vì lợi ích của kẻ khác, chắc chắn phải là một cuộc đời khốn khổ. Vì vậy, trong những suy nghĩ của chàng về những người Thiên Chúa giáo lúc này, bên cạnh sự ngạc nhiên cao độ, có cả nỗi thương hại và một thoáng khinh mạn. Chàng cảm thấy như họ là những con cừu, chống hay chày cũng bị cho sói ăn thịt. Bản chất La Mã của chàng không thể nào khâm phục những kẻ cho phép mình bị ăn thịt. Tuy nhiên có một điều vẫn đập vào chàng, đó là sau lúc lão Kilon bước ra, một niềm vui sướng sâu xa nào đó khiến cho tất cả các khuôn mặt đều bừng sáng. Đức Sứ Đồ tiến lại gần ông Glaucus, đặt tay lên đầu ông mà bảo, Đấng Christus đã chiến thắng trong lòng con. Còn ông lão ngước lên trời đôi mắt tin tưởng và đầy niềm vui sướng, ngỡ như có một niềm hạnh phúc lớn lao và bất ngờ nào đó rót lên ông. Vinicius, người chỉ có thể hiểu được niềm sung sướng của một mối thù được trả, nhìn ông với cặp mắt mở to vì cơn sốt nóng, hơi có vẻ như nhìn một người loạn trí. Song chàng lại trông thấy và không tránh khỏi sôi sục trong lòng.
Liga áp đôi môi công chúa của nàng vào tay con người có vẻ ngoài như một tên nô lệ, và chàng cảm thấy trật tự của thế giới đã hoàn toàn bị đảo lộn. Sau đó, bác Isis quay về và kể lại bác đã đưa Khilon ra phố, đã xin lão thứ lỗi vì việc có thể đã làm cho xương cốt lão bị đau. Thế là Đức Sứ Đồ cũng ban phước cho bác, còn ông Crispus thì tuyên bố rằng hôm ấy là một ngày đại thắng. Nghe nói tới chiến thắng, Vinicius hoàn toàn rời hẳn dòng suy nghĩ. Khi lát sau, Ligia lại mang nước mát đến cho chàng uống. Chàng giữ tang nàng lại một lúc và hỏi, cả nàng nữa cũng tha thứ cho tôi ư? Chúng tôi là người Thiên Chúa giáo, chúng tôi không được phép giữ sự giận dữ trong lòng. Hỡi Ligia, chàng nói, dù cho đức chúa của nàng là ai, tôi cũng xin dâng lên người nhiều lễ vật chỉ vì người là của nàng. Nàng bảo, hãy thờ phụng người trong trái tim, và nếu như chàng yêu người chỉ vì là của nàng. Vinicius lặp lại bằng giọng nói yếu ớt, và chàng nhắm mắt bởi một lần nữa, chàng lại thiểu đi. Liga bước đi nhưng liền sau đó quay trở lại, đứng gần chàng cúi xuống để xem chàng ngủ hay chưa. Vinicius cảm giác được sự gần gũi của nàng, liền mở mắt ra và mỉm cười. Nàng đặt nhẹ tay lên mắt chàng, dường như muốn khuyên chàng nên ngủ. Khi ấy chàng cảm thấy một sự ngọt ngào bao la tràn ngập trong lòng, đồng thời chàng lại cảm thấy yếu hơn nhiều. Và quả thật như vậy, đêm đã đến và cùng với đêm là một cơn sốt dữ dội hơn. Vì thế chàng không thể ngủ được và cứ dõi mắt theo Lydia mỗi khi nàng di động. Chốc chốc chàng lại rơi vào một trạng thái mơ màng nửa thức nửa ngủ. Trong đó chàng thấy và nghe được tất cả những gì diễn ra xung quanh, nhưng thực tại là hòa lẫn vào những cơn mê sảng. Chàng trông thấy một thánh đường bình thản được dựng lên trên một nghĩa địa cũ kỹ nào đó đã bị bỏ hoang. Trong đó chính Ligia là nữ tu sĩ. Mặc dù trong thực tế chàng không hề rời mắt khỏi nàng, trong chàng lại thấy nàng đứng trên đỉnh tháp với cây đàn thi cầm trong tay, toàn thân tràn ngập trong ánh sáng, giống như những tu sĩ đêm đêm vẫn hát thiền ca, ca ngợi dần nguyệt mà chàng từng gặp ở phương Đông. Còn chàng thì đang gắng hết sức leo lên những bậc thang ngoằn ngoèo để bắt nàng. Phía sau chàng là lão Khi Long đang bò theo, răng đánh lập cập vào nhau vì kinh hoàng, mồm lái nhái, chớ làm việc ấy thưa ngài, vì đó là một nữ tu sĩ, chúa sẽ trừng phạt ngài vì nàng. Vinicius không rõ chúa là ai, nhưng chàng biết rằng chàng đang định làm một chuyện phạm thánh, và cả chàng nữa cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô bờ. Khi chàng leo lên được hàng lan can dây quanh đỉnh tháp, thì sứ đồ với bộ râu bạc đột ngột xuất hiện bên Liga và nói, người chưa chạm tay vào nàng, vì nàng thuộc về ta rồi. Nói đoạn, ông cùng nàng bước theo con đường ánh trăng giống như đường lên trời. Còn chàng Vinicius thì giương hai tay lên phía họ để van xin hãy cho chàng được theo. Đến đây, chàng chợt như thức dậy, tỉnh táo hơn và nhìn ra trước mắt. Ngọn lửa trên cái bục cao đã yếu đi, nhưng vẫn còn rọi ánh sáng khá tỏ. Tất cả bọn họ đang ngồi trước lửa để sưởi, vì đêm thì giá rét mà ngôi nhà lạnh lẽo. Vinicius trông thấy những làn hơi thở ra từ miệng của họ. Đức sứ đồ ngồi ở giữa, Liga ngồi kề gối ông trên một chiếc ghế thấp. Tiếp theo đó là ông Glaucus, ông Crispus và Miriam. Phía ngoài cùng một bên là bác Isis, còn bên kia là Nasarius, con trai bà Miriam, một tiểu đồng trẻ tuổi, có khuôn mặt ngọt ngào và mái tóc đen dài rủ xuống tận vai. Liga đang ngước mắt lên đức sứ đồ, lắng nghe. Tất cả các mái đầu đều đang hướng về ông, còn ông thì nói giọng thì thầm khe khẽ. Thoạt tiên Vinicius nhìn ông với một nỗi e sợ mê tín, còn phần ít hơn nỗi hãi hùng mà chàng cảm thấy trong cơn mê sảng. Chàng thoáng nghĩ rằng trong cơn mê chàng đã cảm thấy đúng sự thật, và người lữ khách tóc bạc từ những bến bờ xa xăm kia tới đây quả là để bắt đi nàng Liga của chàng và đưa nàng vào những con đường chưa một ai từng biết tới. Chàng cũng tin chắc rằng cụ già đang nói về chàng. Có thể cụ đang bày cách làm sao chia cách chàng với nàng, bởi vì Vinicius không thể tin rằng có ai đó lại có thể nói về một chuyện gì khác. Chàng bèn cố gắng hết sức tỉnh táo lắng nghe những điều của Đức Sứ Đồ. Song chàng đã hoàn toàn nhầm lẫn, vì Đức Sứ Đồ đang kể về đấng Christus. Bọn họ chỉ sống bằng mỗi một cái tên người ấy mà thôi, Vinicius thầm nghĩ. Cụ đà đang kể về chuyện Chúa Christus bị bắt. Một cơ binh cùng với những kẻ phục dịch các thầy tế lễ kéo cả tới để bắt người. Khi đấng cứu thế hỏi chúng tìm ai, chúng trả lời tìm Jesus người Nazareth. Song khi Đức Chúa phán rằng chính ta đây, chúng bèn té xuống đất và không dám đưa tay chạm tới người. Mãi sau khi hỏi lại lần nữa, chúng mới dám bắt người. Nói tới đây, Đức Sứ Đồ ngừng lại, chìa hai tay tới ngọn lửa rồi nói,
Đêm ấy cũng lạnh như đêm nay, nhưng trái tim sôi lên trong lòng ta, nên ta bèn rút gươm bảo vệ Chúa và ta chặt đứt tay tên đầy tớ của thầy cả thượng phẩm. Ta sẽ bảo vệ Chúa hơn cả tính mạng mình nếu như người không phán cùng ta. Hãy tra gươm vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống hay sao? Khi ấy chúng bèn bắt và trói người. Nói đoạn, ông đưa bàn tay lên trán và nín bặt, dường như muốn chế ngự sức mạnh của những hồi ức trước khi kể tiếp. Nhưng bác Isis không thể chịu đựng nổi, dùng đứng dậy, dùng que sắt cời ngọn lửa trên cái bụng, khiến cho những tia lửa bắn ra tung tóe ra thành một trận mưa vàng và ngọn lửa giọt lên cao sống động hẳn lên. Đoạn bác lại ngồi xuống và thốt lên, dù muốn ra sao thì ra, hey! Xong bác ngưng bặt giữa chừng và đi ra đặt một ngón tay lên môi. Bác sĩ hơi thở hổn hển, rõ ràng là lòng bác đang sôi sục cá lên. Mặc dầu lúc nào bác cũng sẵn sàng hôn chân đức sứ đồ, song trong lòng bác không thể chấp nhận được hành động ấy, bởi vì nếu như ngay bên cạnh bác có kẻ nào dám vung tay lên với Đức Chúa, nếu như bác có mặt bên người trong đêm ấy, thì chắc hẳn cả bọn lính, cả đám đầy tớ cho các thầy tế lễ cùng lũ gia nhân đã bắn tông lên như vỏ bào rồi. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, mắt bác đã nhòa lệ, vừa vì tiếc thương vừa bị nỗi phân tâm bức bối, bởi một mặt bác nghĩ rằng không chỉ một mình bác bảo vệ Đức Chúa mà bác còn có thể kêu gọi những người dân Lydia. Nhưng chàng trai đáng ca ngợi, song mặt khác nếu hành động như vậy, bác sẽ tỏ ra không dâng đời đức cứu thế và cản trở việc chuộc tội cho thế gian. Vì vậy bác không sao cầm nổi giọt lệ. Lát sau ông Pirate bỏ tay ra khỏi trán, bắt đầu kể tiếp. Nhưng một trạng thái nửa mê nửa tỉnh lại xâm chiếm Vinicius. Giờ đây những điều mà chàng nghe thay trộn lẫn với những điều Đức Sứ Đồ nói đêm qua ở Oceanum về cái ngày mà Đấng Christus hiện ra trên bờ biển Tiberias. Chàng nhìn thấy một lần nữa nước rộng, trên đó là chiếc thuyền đánh cá. Trong thuyền là ông Piot và Lygia, còn chàng đã cố sức bơi theo sau họ. Nhưng nỗi đau đớn của cánh tay gãy khiến chàng không sao đuổi kịp. Bão táp ném những đợt sóng vào mặt chàng, chàng bắt đầu chìm và kêu lên bằng giọng cầu khẩn xin cứu giúp. Khi ấy nàng Lygia bèn quỳ xuống trước mặt Đức Sứ Đồ. Ông quay thuyền lại và chìa cho chàng mái chèo. Chàng bèn tóm lấy và với sự giúp đỡ của hai người, chàng trèo lên được thuyền rồi ngã xuống lòng thuyền. Nhưng rồi chàng lại mơ. Khi đứng dậy, chàng trông thấy bao nhiêu là người đang bơi theo thuyền. Những làn sóng phủ bọt lên đầu họ. Trong cảnh hỗn độn, một số người chỉ còn nhô lên những bàn tay chớp giới như ông Pius lần lượt cứu những kẻ đang lâm nạn và đưa họ lên thuyền. Chiếc thuyền mỗi lúc một lớn lên như một phép màu nhiệm. Chẳng mấy chốc, trong thuyền đã có những đám người đông như đám người tập trung tại Oceanum, rồi sau đó lại còn nhiều hơn thế nữa. Vinicius ngạc nhiên là sao họ lại có thể vào được cả trong thuyền. Chàng e rằng tất cả sẽ xìm xuống đáy, nhưng Lygia an ủi chàng và chỉ cho chàng thấy một dần ánh sáng nào đó trên dải bờ xa xa, nơi họ đang bơi đến. Đến đây, những giấc mơ của Vinicius là trộn lẫn với những điều chàng được nghe tại Oceanum từ miệng Đức Sứ Đồ về chuyện Chúa Christus đã có lần hiển hiện trên hồ. Giờ đây chàng trông thấy một bóng người trong dần ánh sáng nọ, bóng người mà ông Piot đang lái thuyền hướng tới. Càng tiến lại gần bóng người đó, thời tiết càng trở nên hiền hòa hơn, mặt nước phẳng lặng hơn và dần sáng càng lớn hơn. Những nhóm người bắt đầu hát một bản thiều ca dịu ngọt, không khí sực nức mùi hương cam tùng. Nước nổi cầu dầm, dường như có những đóa hoa huệ, hoa hồng nhô lên từ dưới nước và cuối cùng con thuyền nhẹ nhàng chạm mũi vào bờ cát. Khi ấy Lygia cầm tay chàng và bảo, đi nào em sẽ dẫn chàng, rồi nàng đưa chàng đi vào vùng ánh sáng. Vinicius lại tỉnh dậy, những giấc mơ màng của chàng tan đi từ từ và chàng không có cảm giác ngay được thực tế. Sau một lúc lâu, chàng vẫn ngỡ như mình ở trên hồ giữa những đám đông vây quanh, trong đó chính chàng cũng không rõ tại sao chàng lại đi tìm ông Petronius và ngạc nhiên là không sao tìm thấy ông. Ngọn lửa sống động từ lò sưởi tỏa sáng, bên lò không còn ai đã khiến chàng tỉnh hẳn. Những cành ô liu còn đỏ le lói một cách biến nhát dưới lớp tro màu hồng, nhưng những thanh củi thông mà chắc người ta đã ném vào đống lửa lúc còn tươi lại cháy bừng lửa. Và trong ánh sáng ấy, Vinicius trông thấy Lygia đang ngồi cách không xa giường chàng. Hình ảnh nàng khiến chàng cảm động đến tận tâm can. Chàng nhớ ra rằng suốt đêm qua ở Oceanum, suốt ngày lại bận biểu với chuyện băng bó, giờ đây khi mọi người đã đi nghỉ cả rồi, một mình nàng vẫn còn thao thức bên giường chàng. Dễ đoán được rằng hẳn nàng đã mệt lắm rồi, vì nàng ngồi bất động, mặt nhắm nghiền,
Vinicius không hiểu nàng đã thiếp đi hay đang chìm trong suy nghĩ. Chàng ngấm nét mặt trong nghiêng của nàng, nhìn nàng mi hạ xuống, nhìn đôi tay trên đầu gối và trong cái đầu ngoại đạo của chàng. Dần dần một cách khó nhọc, bắt đầu hình thành cái khái niệm rằng bên cạnh vẻ đẹp trần truồng đầy tự tin và tự hào về hình thể mình của Hy Lạp, trên thế giới còn có một vẻ đẹp khác nữa, mới mẻ, cực kỳ trong sạch, trong đó chứa đựng linh hồn. Chàng không dám đợi đó là vẻ đẹp Thiên Chúa. Song khi nghĩ về Lyga, chàng không thể tách biệt nàng khỏi cái giáo thuyết mà nàng thuận theo. Thậm chí chàng còn hiểu rằng nếu như tất cả những người khác đã đi nghỉ, chỉ còn mỗi mình Lyga, người mà chàng đã từng xúc phạm, thức trong nôm chàng, thì chính là do nàng được cái giáo thuyết kia chỉ giáo. Song ý nghĩ này vừa khiến chàng thán phục giáo thuyết ấy, vừa khiến chàng khó chịu. Chàng muốn Lyga làm điều ấy vì yêu chàng, vì khuôn mặt chàng, vì đôi mắt, vì hình dáng đẹp như tượng của chàng. Tóm lại vì tất thảy những lý do mà vì chúng đã hơn một lần những cánh tay trắng nõn nà của Hy Lạp và La Mã từng vòng quanh cổ chàng. Đột nhiên chàng cảm thấy nếu như nàng cũng giống hệt những người đàn bà khác, thì hẳn chàng sẽ thấy có cái gì đó thiếu đi trong nàng. Chàng ngạc nhiên không hiểu điều gì đã xảy ra với chính mình, vì chàng chợt nhận ra rằng trong lòng chàng đã bắt đầu hình thành những tình cảm, những sở thích mới xa lạ với cả thế giới mà chàng vẫn sống cho tới nay. Vừa lúc đó nàng mở mắt ra thấy Vinicius đang nhìn mình. Nàng bèn tiến lại gần chàng và nói, có em bên chàng đây. Còn chàng trả lời, trong mơ tôi trông thấy tâm hồn nàng.